không câu view câu like, nhưng đối tượng này giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố bắt giam 4 tháng đối với bị can Phạm Thị Lùng, 34 tuổi, ngụ thành phố Cà Mau, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, năm 2016, bị can Lùng quen biết với một người phụ nữ ở Cà Mau. Lúc này, bị can giới thiệu mình tên Phạm Kim Liền, đang công tác tại Công an tỉnh Cà Mau và hỏi mượn tiền để giải quyết công việc. Bằng thủ đoạn này, bị can Lùng lừa đảo nhiều người ở tỉnh Cà Mau, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng. Các đối tượng luôn có nhiều thủ đoạn tinh vi nhưng khó thực hiện thành công các cú lừa nếu người dân nâng cao cảnh giác. Trong lúc người chồng định lấy giấy tờ ra để cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu của kẻ mạo danh cán bộ công an, thì người vợ điện thoại khẩn báo cho công an kịp thời đến nơi ngăn chặn khỏi bẫy lừa. Vụ việc vừa xảy ra tại tỉnh Phú Yên. Vụ việc xảy ra vào trưa 21 tháng 4, ông Phạm Hồng Quý nhận được điện thoại của nhân viên chăm sóc khách hàng mạng điện thoại di động. Nhân viên này thông báo sau 2 giờ nữa, SIM điện thoại di động ông đang sử dụng sẽ bị khóa vì thông tin thuê bao cá nhân bị một đối tượng ở thành phố Hà Nội chiếm đoạt sử dụng, rồi dây nợ ngân hàng một khoản tiền rất lớn. Dù nghe tuyên truyền cảnh báo về những vụ lừa đảo qua mạng, nhưng đây là lần đầu tiên ông Quý trực tiếp nghe một cán bộ công an truy hỏi rất quyết liệt. Hơn nữa, tâm lý ông bị kích động khi nghe người khác chiếm đoạt thông tin thuê bao cá nhân điện thoại di động, khiến cho ông muốn chứng minh sự thật nên định lấy giấy tờ để cung cấp các thông tin theo yêu cầu. Rất may là bà Trần Thị Ngọc Bích là vợ của ông Quý nghi ngờ nên mới điện thoại khẩn báo cho công an xã Xuân Phước kịp thời đến nơi ngăn chặn, không để chồng sập bẫy. Mới đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa thông tin cảnh báo tới cộng đồng Phật tử, đạo hữu và công chúng về hành vi lập fanpage giả mạo tổ chức, chạy quảng cáo, xin tiền chữa bệnh cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Fanpage đăng lời kêu gọi cộng đồng chuyển tiền từ thiện để cứu chữa cho cháu bé với ngôn từ chạm vào lòng người. Gia đình con rất khó khăn, sáu miệng ăn trông chờ mỗi bố con, làm bắp bên, hôm làm hôm nghỉ. Gia đình con giờ đi thuê trọ, chứ cũng không có nhà ở, rất vất vả. Cư sĩ Thiện Đức, trưởng ban biên tập Phật giáo Việt Nam cho biết, các fanpage trên đều là giả mạo. Ông khẳng định, tổ chức giáo hội không phải là người sáng lập và điều hành các fanpage trên, và giáo hội cũng không liên quan gì đến các hoạt động được cho là kêu gọi từ thiện. Các đối tượng sử dụng tên gọi và lợi dụng tính chất từ bi, từ tâm của Phật giáo để đặt tên fanpage để dễ bề dẫn dụ lừa đảo,